Ủa, hai người làm cái gì vậy? Bà cứu con đi bà. Bây giờ con nợ người ta 100 triệu, con không có tiền trả, người ta xỉu con đó bà. Bà cứu con đi bà. Cái này ta nói cho bà biết, ta đã cứu mày bao nhiêu lần rồi. Bây giờ trong nhà này không còn tiền nuôi phố mày nữa đâu. Ông nói cái gì vậy hả? Đúng rồi, con ông bà con muốn sót, tôi sót được chưa? Bắt quả thì cầm sổ đỏ nhà này đi là được rồi chứ gì. Tôi cấm bà. Ông làm gì cũng cấm tôi. Tôi nói cho ông biết nha, cái căn nhà này là tôi với ông cùng đứng tên, thì bây giờ báo nữa là được chứ gì. Trời đất ơi, trời đất ơi, ngó xuống đây mà coi nè. Tôi vất vả cả đời tôi chăm sóc cho ông, bây giờ ông bỏ mặt mẹ con tôi thấy không? Bà nói mà bà không biết ngượng, xưa nay tôi chưa bao giờ hắt hủi bỏ rơi mẹ con bà. Ông vợ ông đánh đi, ông đánh đi nè, ông đánh đi, ông bỏ mặt mình tôi không đi. Tôi nói cho ông biết, tôi biết ý đồ của ông hết á nha. Ông định dành cái tài sản này cho con Giang, đứa con gái riêng của ông chứ gì. Bà mở mắt ra bà nhìn nó đi, nó có chồng, hiện tại bây giờ nó có cơ ngơi sự nghiệp ổn định hết rồi, nó không cần có cái gia đình này đâu, không cần ngôi nhà này đâu. Thì ông kêu nó về đi, nó là chị nó phải có trách nhiệm. Nó đi làm rồi. Trời đất ơi, cái chuyện lớn như vậy không kêu thì đến chừng nào mà kêu. Tôi nói cho ông biết nha, con gái nó lấy chồng rồi á, nó không còn là cái gì trong gia đình này hết á. Mà người lo hơn quả trong á là con trai, là thằng Tuấn đó. Thằng này đó hả? Sao này nó bao tôi thì có. Ông nói gì mà ông nghe được đó hả? Thôi đi vô, giờ mày xin thuốc cho con. Con trời ơi, sao lâu thế vậy? Cà phê nè chị. Dạ alo. Hả? Dạ, để con nhìn đi. Ba mẹ ông xíu rồi kìa.